xin chào mọi người, đây là Việt Mỹ, là một người vẽ rất là đẹp. Bữa nay là Như và Mỹ có hẹn với nhau để làm một cái gọi là chấn động. Chấn động. Chấn động bảo đảm không đẹp không lấy tiền, mà chuyến này là chồng của Như nó sẽ xỉu tại nhà luôn. Xỉu tại nhà hả? Xe sau clip là xỉu luôn. Đúng rồi, tại vì chiếc xe này mà vẽ kiểu đó là nó xỉu. Và vẽ xe gì là mọi người đợi một xíu mọi người sẽ thấy điều bất ngờ nha. Hơi bị ghê luôn. Nói chung là chiếc này làm mình làm độc nhất Việt Nam luôn. Đúng. Có 102, không có TikToker nào làm giống chị Trang vậy đâu. Không dám ai chơi lớn vậy luôn. Ừ. Đó. Hy sinh. Hy sinh về nghệ thuật. Hy sinh về nghệ thuật. Mọi người nhớ cho Như like mạnh mẽ lên nha. Clip này đảm bảo thì view. Ok. Đây là những cái màu mà Mỹ sẽ chuẩn bị vẽ nè mọi người. Đồ nghề. Bữa nay đọc hộp đồ nghề của bạn Việt Mỹ. Cọ. Trời, mua cọ mới luôn nha. Đầu tư ghê luôn á. Bản vẽ nè, bút nè. Đầu tư hơi bị xịn sò. Giờ này đang ngoài nắng. Xét máy luôn kìa mọi người, tôi nghe luôn. Tha nào hả thầy? Tha nào làm dơ. Để làm da xe. Bữa nay là chơi lớn luôn. Đó, đi làm dơ đi. Tưới xe. Climb right up on the hillside. A different view. Làm da xe rất tiền người ta này nha con. Dơ quá trời. Chị. Cái này cái anh này. Trời đất ơi, xe của tôi. Trời ơi. Nè, cổ gàng nha, Nè. Hồi nãy có anh nào? Anh nào? Đơn xe cho tôi đi. Đi. Để em vẽ nhá. Em lắp vô này. Ok. Được không? Được. Ok ha. Đầu tư cỏ mới luôn hả? Hay là mỗi lần vẽ cho ai là một bộ cỏ? Đâu, có đồ nhưng mà đồ ở nhà nó hơi những cái lọ nó bự không à. Nên đi đâu đi tìm mua cái đồ này nó nhỏ gọn về đêm. Đó, bây giờ mình sẽ đem lại chiếc xe. Mình sẽ vẽ. Xe về nó quýnh là ra cái mặt này nè. Rồi, đâu lại đứng gần thử giống luôn. Không đâu, là khúc quýnh mới thấy em. Rồi quay xong. Quay lên như kia. Dễ vậy đó hả? Không đứt, không hướng gì hết. Tôi. Cái gì là không đứt người đó không? Tôi. Chờ đứng đây. Đây. Kiểu tức giận mà. Mà. Gây gắt một tí. Trầm hiền quá. Dễ vậy đó hả? Đợi đó đi. Đợi đó. Ông tính sao đây? Ông tính chùi lâu cho xong đi chứ không vẽ gì mà xấu quá. Nói vô. Vừa gớm thì. Ok. Tôi tin cô sẽ diễn được. Kêu ông rồi, chiếc xe cục cưng của mẹ tôi. Đứng đây đợi đi, bác kêu giang hồ tới giờ. Vẽ gì xấu quá. Đó là hết rồi đó. Rồi kêu đưa hình nè, đưa hình làm gì nè, đó vậy thôi. Rồi ông tiêu ông rồi, cái xe cục cưng của mẹ tôi mà ông làm với em mới ghê vậy. Giờ tính sao đây? Bả kêu giang hồ rồi đó, bả quen giang hồ nhiều lắm. Vậy hả? Em có tấm hình của chị kia không? Nè hình hả? Nè tấm này được không? Ok, để anh vẽ tấm này lên cho. Ok. Đâu phải đi giác cái thân theo mà vẽ được không có tranh đâu. Đây đó, đây là những đồ mà mình quay TikTok. Rồi bắt đầu mình sẽ sửa bức tranh này lại thành một bức tranh đẹp hoàn chỉnh, rồi mình mới tiếp tục quay cái shot tiếp theo, cái shot cuối cùng là thấy thành quả bức tranh. Rồi cùng mình vẽ nhé. Ok.
làm gì cũng chắc chở chứ không giống người ta. Ngồi số tôi nó làm sao chưa xong cái tóc nữa đáng tôn, mới vẽ được cái nụ cười à, chưa vẽ được nó muốn rửa xe rồi. Để xong mà nó muốn rửa xe thì mình lại đi vô đốt ngang đây. Did you really mean the words you said? Yeah. Nay ngày tháng đẹp trời, bái sư luôn được không Mỹ? Dạ, à, dễ đi. Ra đây là sư phụ của mình nha. Thật ra đây mới chính là sư phụ của mình, truyền kiếp của mình đây. Mới xuống sư phụ ở Bạc Liêu mới xuống núi. Rồi sư phụ trả cho con đi sư phụ. Ừ, để sư phụ vẽ hồi hư. À, nhưng mà vẽ cái này nè, chứ vẽ cái chữ cái nào lâu hơn? Tùy. Lần đầu tiên Mỹ vẽ xe luôn hả? Vẽ trực tiếp luôn đây, chứ bình thường vẽ quay TikTok, vẽ nhà nó tới quay thôi. Tầm 30 phút rồi xong rồi. Mình đi vẽ cũng quay TikTok lâu vậy. Thì đổi lại sẽ là 50 triệu view. 47 thì thôi 4. Không, nhưng mà lần đầu tiên vẽ trên xe đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, tôi mở hàng đắt lắm. Chứ xe đâu ra mà vẽ. Xe đâu ra mà vẽ. Biết đâu từ bức này ra sẽ có nhiều xe này vẽ. Chính xác. Đúng không? Em là người đầu tiên hiến dâng cái xe cho Việt Mỹ, vẽ trên xe. Nhưng mà Mỹ chưa một lần là vẽ, nay Mỹ cũng là lần đầu tiên trải nghiệm. Trải nghiệm. Mỹ đó, từ đó giờ là không có vẽ trên xe, nhưng mà một khi đã vẽ là vẽ trên Lamborghini. Đúng. Có khi nào nữa các siêu xe đều mời Mỹ vẽ không? Mỹ đã bất ngờ. Phan Công Khanh mời rất trực tiếp, cũng vậy vẽ serum. Vẽ mắt la gần rồi xăm ba nữa. Chị Tiên nói là để như vậy luôn. Rồi tối chạy về á, không biết cái xe đối diện nó phà cái đèn vô. Nó xỉu thiệt á. Kêu để vậy nè nha, đừng có hoàn thành. Ơi gió ơi đừng có qua đây. Rồi qua đốt nha đó à. Qua đốt nha nè. Gió rồi nè. Hai bên đang thui. Đúng rồi. Ê, có chính giữa Mỹ nắng lắm nghe, ghê chưa? Hai bên đang thui. Hai bên đang thui hả? Chính giữa Mỹ vẽ là nắng đó, ghê không? Trời ơi, lần đầu tiên cái gì nó cũng phi diệu á. Tắt nhạc nha. Tắt nhạc chưa? Tắt nhạc đây. Nè, bên đây đen nè. Bên đây đen nè. Chính giữa của Mỹ nó vẽ nắng. Ủa, cái này nó không thiên về cái thiên tài nữa mà nó tâm linh nữa. You know the drama. Trời ơi, tự nhiên ta đang nắng rồi tự nhiên cái nó phát nguồn lên mưa nửa tiếng thôi là sao? Thế là có mưa nửa tiếng thôi. Không có mưa, người ta ở đây là người ta nó không. Không mưa luôn hả? Ừ, tự nhiên cái mưa nửa tiếng thôi cũng được. Thì có mưa dai, trời ơi, muốn xẻo. I told you if we dance in the blizzard we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Này là bị môi bị khô, bị lở đó, tha sao không ăn. Thì trắng trắng. Không, tôi quyết định mua chai xịt giữ mài, giữ sơn cho tôi đây. Xịt lên để luôn. Để tới ngày nào thay luôn hả? Ừ. Để tới Tết thay luôn. Cái Tết á, lột để canh ra luôn.
mà xe tôi chạy về dưới cũng đậu không à, lâu chưa. Give me some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind. Gia đình chúng tôi bất chấp mưa bão cũng tạo nên tác phẩm này. Mọi người tiếc gì một nút like, một nút subscribe cho kênh của chúng tôi. Bữa nào à, con có bầu đi rồi mẹ kêu anh Mỹ xuống vẽ cho con tấm hình cái này. Bữa nào mới chịu. Em nhiêu tiền em gửi luôn nè em. Ba nào đi, gửi tiền nè. Mỹ uống gì không? Sáng giờ nhiêu ly trà đá chị ruột cộng nhiêu. Làm cái đá luôn nha em. Sao ạ? À? Thêm cây trà đá đi, mấy cái ly mũ qua đây nè chị ruột. Trà đá 2 ly mũ được rồi. Có trà sữa không? Quay nó đâu phải dễ đâu, cả một quá trình Mỹ làm, cả một quá trình từ sáng 10 giờ cho đến giờ ngồi ngoài này mà từ nắng gắt rồi nắng hanh rồi mưa. Cái này tụi em quá hết cực khổ để tạo ra cái video clip này gửi đến mọi người. À, nếu vẽ được thời gian của nó cũng 8 tiếng mới vẽ mới đẹp. Trời ơi, tôi thấy đẹp lắm rồi đó. Để cho có hình để quay thôi. Đối với Mỹ là chưa đẹp lắm đúng không? Phải đẹp, phải đo từ đầu tới cuối kia. Đo tỷ lệ. Đo tỷ lệ chuẩn luôn hả? Tại vì lúc đầu á là lúc đầu là Mỹ tính vẽ gì Mỹ? Vẽ những cái hình hình ví dụ con Phượng Hoàng thôi. Chứ Mỹ không có tính vẽ chân dung cho Như. Tính là vẽ lên một cái con gì đó nó, tại thấy là chiếc xe này nó hầm hố á, cho nên là Mỹ tính vẽ một cái con gì đó nó hầm hố một xíu ở trên này nhìn cho nó chất á mọi người. Mà như thì như thấy tại thấy Mỹ vẽ cho mọi người đẹp quá mình thích, mà Mỹ nói muốn vẽ cái đó là phải bàn trước, phải đo tỷ lệ rồi phải đem cái cọ vẽ chân dung á vẽ mới đẹp, nhưng mà vẫn đẹp nha mọi người, mình vẫn cảm thấy rất đẹp. Quý vị ơi, quá cực rồi. Clip này quý vị phải like nha quý vị ơi. Như chốt cái cầu cái này tôi chịu nha, cái cầu mà hay cũng dân miền Tây hay nói không, cái này tôi chịu ha. Ok nào, nào. Này hả? Em kể xong rồi. Ôi, đẹp quá ha. Trời ơi, cái này tôi chịu nghe, đẹp quá vậy. Quên này hả? Em kể xong rồi. Ôi, đẹp nè. Anh Hồng ơi, cái này tôi chịu nghe. Ê, Cái này hả? Sau một buổi chiều thì Việt Mỹ đã vẽ xong hình của Quỳnh Như trên chiếc Lamborghini. Cảm ơn Quỳnh Như nha.
xúc là rất là tuyệt vời và cảm thấy rất là hạnh phúc luôn mọi người. Mình thấy là nó Mỹ nói là cái này á là lần đầu tiên Mỹ làm luôn, lần đầu tiên Mỹ vẽ trên xe luôn, và Như giao cái xe cục cưng của Như cho Mỹ, và thật sự là không sai lầm nha mọi người, giống hệt luôn, giống không? Rồi đem về là đảm bảo là độc nhất vô nhị, độc nhất miền Tây luôn nha mọi người. Việt Nam luôn, Việt Nam không có ai vẽ Tiên Dung vậy đâu. Đúng rồi. Tiên mình Như là dám hy sinh cái xe để thì cũng chỉ có tranh. Dám có Việt Mỹ mới dám vẽ cho Như thôi mọi người. Đúng rồi. Hai anh em là mất từ 10 giờ sáng đến giờ, 10 giờ sáng đến bây giờ là gần 5 giờ chiều. Đúng rồi. Gần một ngày để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Cảm ơn Mỹ nhiều, cảm ơn Mỹ nhiều, cảm ơn Việt Mỹ nhiều nha. Rồi mọi người ơi, nếu như thấy tập này hay thì nhớ cho Như xin một nút like, một nút subscribe và bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận được video mới nhất từ Nguyễn Thành Như nha. Cảm ơn mọi người, bye bye. Ông tài xế của tôi bữa nay lái xe về đâu nổi, che dù á, hai cái nách nó quể quải luôn rồi. Gặp mưa rồi gặp nắng, gặp đủ thứ, ngồi ngoài trời vẽ luôn nha mọi người. Mỹ là ngồi ngoài trời từ nắng cho tới mưa, rồi từ mưa cho tới hết mưa, rồi là bắt đầu mưa lại đó, để hoàn thành tác phẩm vẽ trực tiếp trên xe. Em hiểu luôn. Không ơi. May mắn là cho chúng ta là mưa nó không có lớn, nếu không là mưa lớn là rất là khó khăn để xong cái video này.